Thì em quen 9 tháng, mà em quen 9 tháng xong em mới biết người ta có gia đình có con. Thì lúc em biết xong thì em kết thúc luôn. Hai mối tình còn lại cũng giống vậy luôn chị. Còn mối tình thứ tư là hiện tại là ba của con em hiện tại. Nói như vậy thì nó hơi nhanh đúng không? Nói chung là cứ từ từ tìm hiểu. Tại vì em đã bị nhiều lần rồi nên là em cần cái thời gian tìm hiểu nhiều hơn để có sự lòng tin đó. Tại vì bây giờ em không còn tin nhiều nữa. Mời bạn nữ. Chào bạn. Mời bạn ngồi. Mời nhà trai. Ngồi đi em trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Em chào chị Ngọc Lan, em chào anh Nguyễn Linh, em chào quý khán giả. Em tên là Lê Thị Thùy Trang, em năm nay 34 tuổi. Em là chủ shop nước hoa Dubai. Em đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, mời nhà trai. Vâng, trước tiên thì xin chào chương trình và chào anh Nguyễn Linh cũng như chị Ngọc Lan. Thì mình tự xin giới thiệu là mình là Đào Văn Tốt. Thì năm nay 33 tuổi, quê mình ở Bình Định. Thì đến với chương trình thì mình cũng xin chào nhà gái và có cái món quà tặng anh Quyền Linh. Rồi, cảm ơn em để đây luôn. Cũng như chị Ngọc Lan. Rồi, em để đây đi, chúc mình qua mình tặng chị Ngọc Lan ha. Em là làm công việc gì? Vâng, thì hiện tại cái công việc của mình là hướng dẫn viên du lịch tự do. Hiện nay mở quận mấy? Hiện nay thì mình ở trong Bình Định. Bình Định luôn, ở tại Bình Định luôn hả? Dạ, dạ. Vâng. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Trang? Dạ, điểm mạnh em chắc là em hiền, hòa đồng, biết lo gia đình. Còn nhưng mà điểm yếu em chắc là em hơi dễ tin người á. Thế là em thích sạch sẽ, em mà thấy dơ là em sẽ khó chịu lên. Nói chung phụ nữ nào cũng vậy, lúc nào cũng thích sạch sẽ hết á. Rồi còn nhà trai. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Thì mình xin nói cái điểm yếu của mình trước là không thích hút thuốc hoặc là uống rượu. Vậy điểm mạnh đó. Đó là cái điểm yếu vâng của em. Vâng, điểm yếu với bạn bè nhưng mà điểm mạnh với phụ nữ đó. Vâng, cái còn cái người yêu nữa. Cái điểm mạnh của mình là tự tin giao tiếp. Bởi vì cái ngành của mình là hướng dẫn viên du lịch tự do đó. Cho nên có thể là mình đi giao tiếp rất là nhiều. Cái điểm mạnh của mình nữa là biết nấu ăn, biết quan tâm phụ nữ. Và cũng như là lắng nghe phụ nữ. Vâng. Rồi, mời nhà gái. Dạ. Mình bao nhiêu mối tình rồi cưng? Dạ em có 4 mối tình. 4 mối tình. Cái mối tình của em, cái mối tình nào sâu nặng nhất nè? 4 mối tình đó thì cái người đầu tiên em quen 4 năm á. Trong vòng 3 năm là người ta có con 1 tuổi. Nghĩa là người ta lưu với mình á. Xong rồi còn mối tình thứ hai thì em quen 9 tháng. Mà em quen 9 tháng xong em mới biết người ta có gia đình có con. Thì lúc em biết xong thì em kết thúc luôn. Trời ơi, hai mối tình nào em cũng bị lừa dối hết. Hai mối tình còn lại cũng giống vậy luôn chị. Còn mối tình thứ tư là hiện tại là ba của con em hiện tại á. Giống như là lúc đó em mới sắp cái chuyện thứ ba xong á, em giống không còn bình tĩnh nữa. Em nghĩ là tự nhiên cuộc đời mình nó cứ lặp tới lặp lui hoài á. Thế em thành ra em chán, em muốn quen một người đó để em lấy chồng luôn á. Thì em mới gặp ảnh. Lúc đầu anh nói với em là anh ly dị rồi. Cuối cùng em quen thì em mới biết là anh ly dị rồi nhưng mà vẫn qua lại với vợ cũ. Hai người cũng ăn ở với nhau vậy đó. Xong cái lúc mà em biết thì em cũng kết thúc luôn. Nhưng mà lúc đó em có baby. Ôi trời ơi. Tức là mà em 4 mối tình đều không ra gì. Trời ơi sao mà cuộc đời khắc nghiệt với em quá vậy. Nhiều khi em cũng không tin là mình bị lặp lại quá nhiều lần như vậy á. Nếu mà em cứ tự tìm thì em cứ sợ em cứ bị hoài vậy á. Nên em, nên là em cần chương trình. Dạ, đúng rồi. Em muốn tìm một người đàn ông nhưng mà phải có đạo đức đàng hoàng, lý lịch rõ ràng. Dạ, đúng rồi, không có lừa dối em nữa. Em rồi. Quá sợ. Muốn bên là kia không có lý lịch rõ ràng. Bà mối của phỏng vấn có lý lịch rõ ràng để tôi qua bên nhà gái thôi. Rồi, cô gái dễ thương ha. Dạ, chào bạn. Bên kia người ta chỉ có một cái yêu cầu rằng là đừng lừa dối, đừng giấu giếm. Trước thì mình cũng có một cũng đã ly hôn rồi đấy. Mình ly hôn năm 2019 thôi. Vợ thì cũng có đi lái người khác rồi, cũng có con rồi. Rồi anh có em bé chưa? Cũng có một cháu. Rồi hiện tại cháu ở với ai? Thì hiện tại thì cháu ở với mẹ luôn, bà ngoại luôn. Dạ, là mấy tuổi rồi anh? Thì cũng được 4 tuổi. Thật ra bây giờ mình ở một chuyến đò thì mình
tìm một chuyến đò khác hợp với mình đi thôi. Vậy là cả hai người đều đã ràng đổ vỡ hôn nhân và đều có một đứa con. Bây giờ là em muốn có một người chồng lý tưởng như thế nào? Em cần một người đàn ông của gia đình á, của gia đình, không có dạng như lăng nhăng, với lại sạch sẽ. Sạch sẽ nữa hả? Thôi. Em thích sạch. Hỏi bên nhà trai coi. Dạ. Bây giờ cái tiêu chí để tìm bạn gái của anh là gì? Tiêu chí của em thì cũng không có vấn đề đâu, chủ yếu là vui vẻ là được, chung thủy, hạnh phúc. Rồi, bây giờ rồi. Thì gặp người thân đi. Đúng rồi. Em gái đi với ai? Dạ, em đi với em gái em. Dạ, con xin chào chú Quyên Linh, chị Ngọc Lan và anh trai bên này và khán giả trên trường quay. Em tên là Như, 28 tuổi. Thì theo em nhận xét anh trai bên này thì nhìn ảnh hiền, cũng dễ thương. Nhưng mà còn sự lựa chọn là do chị của em nữa. Rồi, cảm ơn em. Rồi, nhà trai đi với ai nè? Vâng, thì mình đi với bố ruột. Chào chú. Con chào chú. Chú Bình Định vô chú. Dạ, tôi là bố của Đào Văn Tốt, hiện đang ở là huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Dạ. Qua cái chương trình này thì là con nó có tìm hiểu, thì nó đăng ký trong ban tổ chức, thì ban tổ chức được biết thì hôm nay tôi đến đây thì không có gì hơn xin cầu mong cho con và hai cháu tìm được mối tình mà của nó, chúc cho hai con là gặp nhiều may mắn, được cái tâm đầu ý hợp. Dạ. Rồi cảm ơn chú. Tiến đến xây dựng tương lai trăm năm hạnh phúc, thì điều đó là hai gia đình bố mẹ nào cũng là điều thương hết. Cũng xin chân thành cảm ơn. Chúc chú khỏe nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn chú. Rồi thôi mở rào cho hai bên tâm sự đi. Dạ. Mở rào. Tặng em cái đặc sản của Bình Định á. Dạ em cảm ơn anh. Còn cái đây là tặng cho chị Ngọc Lan. Dạ em cảm ơn anh. À, em cũng có quà tặng anh. À, em cũng có quà chị tặng chị Lan. Trời ơi, cảm ơn em. Em cũng có quà tặng cho mình. Trời đất ơi. Thôi, cảm ơn em gái nha, cảm ơn hai bạn đã có những món quà cho chúng tôi. Rồi bây giờ mình ngồi đó mình nói chuyện đi. Hai bạn cứ thoải mái nha, có gì mình cởi mở ra hết đi. Anh gặp em rồi thì anh thấy nhờ. Thì nói chung em thì là cũng là xinh đẹp. Cảm ơn anh. Thì lúc nãy em có nói rồi đó, là em đã bị 4 lần vậy rồi. Nên là hiện tại thì em cần một người là thật, với lại là phải yêu thương em, kiểu như là không có lừa dối bất cứ chuyện gì nữa hết, không được lăng nhăng. Tại vì em rất sợ điều đó rồi. Anh nghĩ em có làm được không? Cũng được. Anh thì có tật là nói chung là sợ vợ lắm, lắng nghe vợ lắm. Vợ mình thì mình sợ đâu sao đâu. Vâng. Khoảng bao lâu thì mình có thể kết hôn được? Rồi kết hôn tương lai rồi mình dự định là mình ở đâu? Thì ở nói chung là mình ở thành phố Hồ Chí Minh. Cũng bàn rồi, ba anh cũng bàn rồi, cho nên là hiện tại bây giờ là anh cũng nói chung là cũng rảnh. Cái mục đích của anh là đến chương trình này thì cũng cảm ơn cái chương trình để gặp em, bàn cái ngày để là mình tổ chức luôn. Nói thì nhà trai tổ chức, nhà trai nhà gái tổ chức nhà gái. Nói như vậy thì nó hơi nhanh đúng không? Nói chung là cứ từ từ tìm hiểu. Tại vì em đã bị nhiều lần rồi nên là em cần cái thời gian tìm hiểu nhiều hơn để có sự lòng tin đó. Tại vì bây giờ em không còn tin nhiều nữa. Nói chứ trong cuộc sống á, cần phải có niềm tin em. Không có niềm tin sống không được đâu. Cái nào tin ít tin nhiều, cái nào không tin thôi. Chứ không phải là ai cũng làm cho mình mất lòng tin hết. Thí dụ như bây giờ hai người tiến xa hơn đi, thì mình ở đâu nè? Ở Bình Định hay là ở thành phố Hồ Chí Minh nè? Em có tính với ba chưa? Cưới vợ là ở đâu? Ở đâu cũng được. Vợ ở đâu thì em ở đấy. Ở nhà trai cũng được, mà ở nhà gái cũng được. Cũng được đúng không? Vâng. Vợ ở đây thì ở đây luôn đúng không? Càng tốt. Càng tốt luôn. Dạ. Đó. Em có đồng ý không? Dạ. Tại vì em không hề có ý định đi đâu á. Tại vì em ở trong đây với gia đình, với mẹ em á. Quen rồi. Công việc em cũng trong đây. Shop em cũng trong đây á. Hiện nay em ở với ai? Em ở với mẹ với lại em trai. Vậy là nếu mà bắt rể về được không? Cũng được ạ. Cũng được đó. Thí dụ như có điều kiện như vậy, ở đây em vừa làm du lịch vừa bán nước hoa luôn đó. Cái kênh mà du lịch là sale ngon lành luôn á, giỡn hoài. Một cái lượt khách đi nước ngoài hay đi đâu, thí dụ như thế, một cái đoàn mấy trăm người bán mấy trăm chai, tôi nói đúng bán rồi. Mấy năm là giàu luôn á. Rồi thôi bây giờ hai bạn tiến lại gần nhau và nắm tay nhau giao lưu cảm xúc một chút xíu, để xem làm cái người đó nó có thực sự là chạm đến trái tim của mình hay chưa. Vâng, thì anh xin nắm tay em. Thì lúc nãy em có nói là cái niềm tin đó,
Thì là anh thì cái quan điểm của anh là nói chung là chung thủy, bình chung thủy hết hạnh phúc. Cảm ơn cái chương trình đó, thì giới thiệu cho em là một người là biết trang điểm đấy, về mọi mặt đấy thì anh rất là thích. Đến đây thì anh mục đích của anh là kiếm vợ đấy, thì là dạ anh biết. Và mấy anh chị cũng anh thì cũng hối, nếu được là bên nhà gái là báo ngay thì anh bên anh là xuống liền, tổ chức nhà gái báo cái nhà trai xuống liền. Rồi giờ nhà gái thấy sao? Thì như em đã nói rồi á, em cần thêm thời gian, em cần thêm cái niềm tin á. Nếu anh tạo được cho em niềm tin thì mình sẽ tính tới chuyện đó sau. Thôi giờ bạn Nam hát bài cho nó giải tỏa căng thẳng đi. Hát bài niềm tin chiến thắng. Niềm tin chiến thắng thì là nhìn anh là biết là niềm tin rồi. Đấy cho nên là gửi cho bạn gái với chương trình cái bài hát là Đà Lạt Hoàng Hôn. Đà Lạt Hoàng Hôn. Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ, màu lam tím Đà Lạt sương phủ mờ. Từng đôi đi trên phố vắng, biết chăng ai giữa không gian hoàn hôn thua màn đêm. Đứng trên chiến dốc nhìn xuống đồi thông, hàng cây thắm màu đèn lên phố phường. Giờ đây hơi sương giá bua, biết ai thường bước cô liêu, một người đi trong sương rơi. Vâng, hát à, chỉ nhiêu đó thôi. Hai, vào ghế đi nào. Máy giặt Toshiba điều khiển từ xa, giặt giũ thả ga. Và bây giờ hai bạn hãy lắng lòng mình lại. Niềm tin xuất phát từ trái tim của mình có hay không, bấm hay không là do các bạn. Hai anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Bấm, cả hai cùng bấm. Hãy tin vào ngày mai tốt đẹp. Hãy nắm tay nhau. Phải cố gắng tạo niềm tin cho nhau. Niềm tin phải xuất phát từ trái tim nha. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc ha. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho hai bạn. Giữ lấy nước ba, nước hoa. Để về mình xịt nước hoa mỗi ngày. Để mình nhớ đến người yêu ở Dubai. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Mời hai bạn. Cảm ơn hai món quà của hai em nha. Như vậy là chúng ta đã có một cặp đôi đồng ý hẹn hò. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Mình có chung thủy không? Có chung thủy. Dạ. Bây giờ tới tuổi này không chung thủy cũng không được luôn. Đúng rồi. Dạ. Mặc dù là không khéo léo nhưng mà Nguyên là làm chủ tịch công đoàn của bệnh viện mấy nhiệm kỳ liên tục. Sao tức mà? Là Nguyên đứng về bảo vệ quyền lợi cho người lao động, cũng được bằng khen của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố. Thứ nhất là ăn đủ, thứ hai là ăn sạch nên phải tự đi chợ, tự chọn và tự nấu thứ. Thế có hai người sau này mình cùng nấu chứ, để động viên nhau ăn. Rồi. Động viên nhau là mời nhà trai. Xin mời ngồi ạ. Xin được mời nhà gái. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan, xin chào bạn gái ở bên kia, xin chào tất cả khán giả. Chương trình thì rất là chu đáo, do đó tôi cũng soạn cái chương trình của tôi một tí cho nó ngắn gọn cho nó. Tôi xin đọc tất cả các cái thông tin của bên tôi trước. Nhất tôi tên là Trần Văn Niềm, giấy khai sinh thì là sinh năm 1954 nhưng mà thật sự là sinh năm 1955, tức là tuổi Mùi mạng Kim, quê quán Thái Bình. Tôi là giảng viên đại học của trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh ở đường D2. Cái ưu điểm của tôi là tự lực cánh sinh từ bé, vì nhà chỉ có 4 anh em trai, tôi là thứ ba. Cái ưu điểm thứ hai là thích nghi với mọi hoàn cảnh trong cuộc sống. Cái thứ ba là vui vẻ hòa đồng. Cái thứ tư là có lòng tôn trọng, tự trọng trong cái tình bạn cũng như trong tình yêu. Đặc điểm thứ năm là tôi yêu thích môn bóng bàn và cái dòng nhạc cụ dân tộc. Thế còn về nhược điểm, tôi bị hơi bị ít nói, và trong các cái quan hệ cuộc sống thì nhiều khi nó lại là một cái tác động tiêu cực. Về hôn nhân của tôi, năm 30 tuổi tôi lấy vợ và 9 năm sống ở Hải Phòng ấy, thì các cái mâu thuẫn của hai vợ chồng hầu như là ít, nhưng mà tôi cũng không để ý đến nó.
Nhưng khi vào Sài Gòn được 3 năm và sau khi xây được căn nhà thì hai vợ chồng cãi lộn và vợ tôi đã viết đơn ly dị 2 lần nhưng tôi không ký. Vì lúc đó cháu trai lớn là 11 tuổi, cháu trai thứ hai là 7 tuổi. Thế sau đó thì các cái mâu thuẫn nó ngày càng nhiều và tôi cố sống nhẫn nhục, chịu đựng để cho gia đình êm ấm. Và đến lúc về hưu thì tôi không chịu được nữa, tôi viết đơn ly dị. Trước đó thì cô viết đơn ly dị tôi lúc khi ở Hải Phòng vào đây mới được 3 năm. Và giờ đây tôi muốn tìm một người bạn gái. Ngoài cái sự chung thủy ra thì trong cuộc sống phải có sự tôn trọng lẫn nhau, biết lắng nghe và biết chia sẻ, sống vì nhau để cho cuộc sống nó vui vẻ hơn cái giai đoạn này. Dạ. Chú còn xin, chú còn xin văn bản luôn ạ. À. Dạ. Dạ, cảm ơn chú. Đây là văn bản của chú, con sẽ giữ để con làm y chang về chú ha. Dạ. Trời, chú viết thành văn bản luôn hả? Có văn bản luôn. Tôi gửi cho nhà gái để nhà gái có thể thực hiện theo văn bản của chú. Dạ. Rồi. Dạ, chào chị. Đây văn bản của nhà trai gửi nhà gái ạ. Dạ. 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 Văn bản đó mình giữ nha. Dạ. Rồi nếu cuối cùng nếu được thì mình cùng ký vô văn bản giùm cái. Dạ. Có gì không đúng đem ra nói chuyện. Dạ, cháu chào chú ạ. Tặng cô Ngọc Lan chị Sáu. À, dạ, cảm ơn chú. Dạ, chị Sáu. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn. Rồi tiếc quá con không biết hỏi sao. Hả? Thử coi. Anh bịt kín lỗ vào, 3 lỗ này bịt kín, 3 lỗ, 6 lỗ này là 6 ngón. Thấy lỗ nào cũng như lỗ đó. Nó chỉ khác nhau khoảng cách thì nó sẽ tạo ra âm. Ví dụ như bịt kín là Do, Re, Mi, Fa, Son, La, Si. Dạ. Từ từ mình sẽ tìm cách. Mình thổi từng lỗ nó cũng kêu thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đến với phần giới thiệu của nhà gái nè. Dạ. Xin chào hai MC Kiều Linh và Ngọc Lan và chào anh trai bên kia hàng rào. Chào toàn thể khán giả trong trường quay. Tôi tên đầy đủ là Phan Thị Thuận, sinh năm 1959, hiện nay đang ở tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây là tôi từng làm bệnh viện tại quận Tân Bình 33 năm và tôi cũng đã nghỉ hưu, hiện nay đang hưởng chế độ hưu trí của quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh luôn. Về hưu thì tôi là nội trợ, hiện nay không có làm hưởng chế độ hưu và có những cái việc phụ khác thôi. Yeah. Cô hơi rung, cô rung lắm, cô nói chuyện giọng rất là rung. Có Ngọc Lan ở đây rồi, cô đừng run nha. Nè, gia đình mình có mấy cái người con rồi? Tôi lập gia đình từ năm 86. Nhưng mà thật sự hai vợ chồng không có hợp nhau, cho nên cái sự gần gũi không có nhiều. Cho nên là bản thân tôi cũng chưa có con. Không có luôn. Dạ. Nhưng mà cô và chú ly hôn với nhau khi nào ạ? Ly hôn năm 2003. Chắc là thôi, chuyện cũ mình cũng bỏ qua. Dạ. Ha. Nó cũng trở thành những cái ký ức rồi. Mà mình nay cũng lớn tuổi rồi, mình chắc mình cần một cái người bạn tri kỷ hả? Dạ. Một người bạn tri kỷ như thế nào ạ? Dạ, cái thứ nhất á, thì bản thân tôi thì là người sống rất trung thủy, giàu tình cảm và biết chan hòa, biết chia sẻ. Cũng mong muốn là tìm được người bạn trai ở đây là cũng là trung thủy là cái đầu tiên. Vì ông chồng trước tôi cũng không trung thủy, nên là trừ với đó cho nên hai vợ chồng bị... Dạ. Tan vỡ. Thứ hai là biết chia sẻ, thấu hiểu, không gia trưởng, không thuốc lá, không rượu bia. Mình có thuốc lá rượu bia gì không? Không, có thuốc lá nhưng bỏ mười mấy 20 năm này. Giờ hút cũng không tốt đâu. Vâng, không tốt thế nào. Rồi mình có gia trưởng không? Không gia trưởng. Dạ. Không rượu bia, không thuốc lá, không gì hết. Mình có chung thủy không? Có chung thủy. Dạ. Bây giờ tới tuổi này không chung thủy cũng không được luôn. Đúng rồi. Dạ. Tuổi này thì mình muốn tìm một người tri kỷ. Dạ. Tâm sự với nhau, nương tựa vào nhau lúc trái gió trở trời. Dạ. Thật ra tuổi này nói chuyện yêu đương thì nó hơi quá, nhưng mà thật ra là mình cần một cái tình, đúng không nhà gái? Dạ. Mình cần một cái tình, cái nghĩa để cùng gọi là nắm tay nhau, cùng già nhau, về chăm sóc tuổi già lẫn nhau. Nhà gái coi thử coi có đáp ứng được bao nhiêu phần trăm nhà trai. Nhà trai cẩn thận lắm, lại làm nguyên cái văn bản luôn ạ. Nói chung thì cơ bản thì cũng đáp ứng được trên 50%. À, trên 50% hả? Nhưng mà nhà trai muốn hỏi nhà gái có ưu điểm, khuyết điểm gì không ạ? Ưu điểm thì là người sống tình cảm, là nhanh nhẹn, hoạt bát, xử lý mọi tình huống trong gia đình. Thì là nói chung là người đùm bọc, chia sẻ với tất cả các chị em trong gia đình.
cái khuyết điểm thì nói chung là cũng hơi nóng tính và cũng không được khéo léo lắm trong vấn đề cư xử, nói lời ăn tiếng nói đó, cái cách nói của mình đó, dạ, không được khéo léo lắm thôi. Dạ. Thật ra thì cũng rất là hay, tại vì con rất là ít nghe một người mà tự nhận xét về bản thân mình là không khéo léo lắm trong lời ăn tiếng nói. Yeah. Nhưng mà cô lại tự nhận xét về mình như vậy là chứng tỏ là cô rất là hay đó, hơi khéo đó. Mình biết nhận ra cái lỗi của mình là người không bao giờ để xảy ra lỗi đó. Đúng rồi. Mặc dù là không khéo léo nhưng mà Nguyên là làm chủ tịch công đoàn của bệnh viện mấy nhiệm kỳ liên tục. Sao tức mà? Là Nguyên đứng về bảo vệ quyền lợi cho người lao động, đứng được bằng khen của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố, bằng khen của mấy năm liền chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Ôi, hay quá. Vậy là quá khéo léo luôn. Dạ. Rồi đó. Khéo léo lắm luôn á. Hôm nay nhà gái mình đi với ai ạ? Dạ đi có đứa em gái với đứa cháu gái ngồi đây ạ. Dạ. À trời. Rồi mời đại diện nhà gái ơi. Trước tiên cho con xin chào chú Huyền Linh với chị Ngọc Lan. Chú với chào tất cả khán giả trường quay. Con thấy chú ở đây cũng khá ok á. Hợp với cô lắm luôn á. Cô con thì rất là dễ thương, rất là nhanh nhẹn. Chỉ có một cái là cô hơi nóng tính chút xíu thôi. Có gì về chú thuyết phục cho cô chút xíu. Nhưng mà cô rất là dễ thương. Dễ thương đúng không? Dạ. Cháu cũng dám nói gì nhiều không? Cháu chỉ nói như đó thôi. Rồi thôi mình mở rào. Dạ. Đi. Dạ mở rào. Xa nhà gái này đặc biệt lắm, mở rào. Mời chú ạ. Anh thằng em bộ hoa. Dạ. Được thể hiện tình yêu. Dạ, anh chào con chút quà ạ. Em cũng có rút quà tặng anh. Ở đây là một cái chai dầu nóng gia truyền để bảo vệ sức khỏe xương khớp. Dạ, em có tuổi. Dạ. Bây giờ trước khi mình giao lưu kết nối đó, mình làm tiết mục văn nghệ lấy cái gọi là niềm vui ban đầu. Dạ. Cái này không thổi được hả? Không thổi được. Cái này tôi quen rồi. Cái này tung đua, cái này tung rê. Cái tặng là không thổi được. Không phải. Nó thổi lên được. Nó chơi rồi chứ. Hồi hộp lắm nhưng mà thổi cố gắng. Đúng rồi. Tiết mục văn nghệ của nhà trai bắt đầu. Tôi xin thổi một đoạn bài Lý Hoài Nam của tác giả Nguyễn Văn Thương, như là do bác Đinh Thìn và cái phổ nhạc. Dạ. Vâng. Hụt hơi, hụt hơi. Nói chung là dậy từ 4 giờ sáng nên bây giờ nó nhịp tim nó thay đổi liên tục, thành ra hơi nó cũng thay đổi. Nhịp tim thay đổi đúng không? Anh cười lên sao chú? Dạ. Thôi giờ mình hát tặng nhà gái được không? Rồi, tôi cố gắng hát một đoạn. Ủa có luôn văn bản? Có luôn. Có văn bản. Khi em nói yêu anh, vườn cây đầy hoa trái. Khi anh nắm tay em, mây răng răng bay, chỉ còn ánh trăng mờ. Và khi chúng ta yêu nhau, chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm. Ôi, cảm ơn chương trình. Cô có thể không kết lên được. Cô có thể đứng lên đáp một bài nào đó với chú. Thật lòng mà nói, bản thân tôi thì rất là yêu văn nghệ, yêu thể thao, nhưng mà lại không có năng khiếu về hát. Cho nên là xin khách được không ạ? Vậy mình về chờ ngồi mình giao lưu một tí ha. Dạ. Bây giờ chúng ta bắt đầu trao đổi tâm sự nha. Không gian này là của cô chú đó. Xin lỗi, em nhìn anh thấy thế nào? Dạ, thấy anh cũng chững chạc mà cũng rất là ok. Biết nói sao. Nhìn em anh cũng thấy cảm tình và cũng ok luôn. Dạ. Ừ. Cũng muốn là cái điểm là người bạn và người tri kỷ về tuổi già, cho nhau chén thuốc chén cháo lúc hủ hỉ tâm sự với nhau, rồi lúc đi chơi du lịch đó đây thì tôi cũng thích đi du lịch. Thế anh có thích du lịch không anh? Có thích du lịch. À. Cố nhân người ta có nói câu là về lúc già đấy đừng nên sống lủi thủi một mình. Yeah. Nên có một người vợ tri kỷ. Yeah. Sống để cho cuộc đời nó vui vẻ hơn. Vâng. Anh muốn chúng ta sau này ta sẽ hỗ trợ nhau cho trong cuộc sống cái nửa còn lại của tình yêu này. Anh ngôi gia trưởng anh hả?
Anh không ra trường. Tôi sợ ra trường lắm. Thật, mình là tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau trao đổi cái gì chưa hiểu thì hoặc là ai đúng ai sai thì mình phân tích cho nhau hiểu. Nếu mà biết lắng nghe nhau, biết chia sẻ thì cái sự ra trường nó cũng hết. Dạ. Hiện nay là anh đang sống Bình Thạnh cũng một mình ạ. Một mình. Dạ. Một mình đi chợ, một mình nấu cơm đủ thứ. Thật sự mà nói anh có siêng nấu ăn chưa, tôi làm biếng nấu lắm. Nấu thì nấu được, nhưng mà nấu một lần ăn cả ngày. Mình phải đặt vấn đề là sức khỏe của mình sức là khỏe, chính. Yeah. Sức khỏe mình chính. Yeah. Và phải ăn, thứ nhất là ăn đủ, thứ hai là ăn sạch, nên phải tự đi chợ, tự yeah. chọn và tự nấu thứ. Yeah. Thế có hai người sau này mình cùng nấu chứ, để động viên nhau ăn. Rồi. Động viên nhau là... Hôm qua đây là cũng là cái duyên. Anh em mình gặp nhau, trao đổi như thế vậy thì có dịp để mình tâm sự cũng như tìm hiểu kỹ hơn nhau. Mục đích của em là muốn là có một người bạn thật sự là tri kỷ, vui buồn chia sẻ. Trong cuộc sống thì lo tri kỷ, lo cho nhau về cái tuổi già, viên thuốc, viên men hay là chén cơm, chén cháo khi bệnh, khi đau. Và ngoài ra thì kinh tế của thì mình không hề khó khăn. Nói đúng ra là không hề khó khăn, quá đủ và có thể đi du lịch. Đó đây, không ngại. Bên nhà gái thấy nhà trai vậy hợp lý không? Nói chung là cơ bản là cũng hợp. Dạ. Cũng hợp ha. Dạ, trên 70%. Thôi 70% giờ chú thấy nhà gái sao? Chú cảm nhận được là 90%. 90%. Thôi bây giờ mình đi tới mình nắm tay mình nói một câu gì đó. Nếu mà hợp nhau mình gì đó. Muốn nắm tay em. Anh cũng rất hy vọng vào chương trình hôm nay. Yeah. Bởi vì đây là số trời để cho duyên chúng ta gặp nhau. Dạ, yeah. Sau chương trình thì anh cho số điện thoại đôi bên để hai bên có thể liên lạc. Tôi muốn tí nữa thuê xe ấy xong chở cô về luôn. Thật lòng mà nói đi tới cháu với đứa em là cũng thuê taxi đi từ sáng giờ. Cũng từ Tân Phú chốc nó cũng phải đi cùng chị em với nhau về. Với hai nó về có việc. Vậy hẹn ngày mai đi. Ngày mai cái nhớ mình hỗ trợ cho chú nha. Hỗ trợ chú với cô. Ngày mai đó mình hẹn ở đâu đó. Rồi chú tự đi tới. Rồi cái mình qua thăm nhà gái trước đi. Gặp nhà gái xong cái mình bàn. Xong cái mời nhà gái về nhà trai luôn. Rồi cái mình làm buổi tiệc luôn. Được không chú? Được. Được ha. Ok. Vậy là ok ha. Ok. Dạ. Chúc cho cặp tri kỷ hôm nay sẽ mãi mãi bên nhau. Chăm sóc cho đến gọi là trọn cuộc đời vậy luôn. Chú thấy sao? Cảm ơn chương trình. Được hả chú ha? Nhất trí. Bây giờ mình có làm thủ tục bấm nút không nha? Mình vẫn phải làm đúng thủ tục. Và hôm nay là con với lại nhờ chú Quyền Linh sẽ thay cô chú để bấm nút. Xin hỏi chú là chú có đồng ý không ạ? Đồng ý. Cô có đồng ý không ạ? Dạ, đồng ý ạ. Bấm. Thật ra rất là xúc động trước cái tình của cô chú. Hy vọng rằng cái tình cảm này nó sẽ gắn chặt với nhau để chúng ta cũng có một người bạn tri kỷ với nhau suốt cuộc đời nha cô chú ha. Cảm ơn chương trình. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho cô chú. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà. Con rất là xúc động khi mà ngày hôm nay cô chú đã rất là mạnh dạn đến đây để mà tìm cho mình một người bạn đời, một người bạn tri kỷ để lấp những cái khoảng trống, những cái mất mát của mình trước đây. Con xúc động là bởi vì mẹ con cũng cỡ tuổi chú. Mẹ con sinh năm 1956. Ba con mất từ lúc mà mẹ con chỉ có 30 tuổi thôi. Mẹ con sống tới bây giờ mẹ cũng không đi bước nữa. Và một phần cũng là do con. Con không đồng ý chuyện đó cho nên là con thấy rất là tiếc khi mà con không để cho mẹ có một người để có thể đồng hành với mẹ. Bởi vì bây giờ thì cái gì mẹ cũng chỉ làm một mình thôi. Mẹ không có người nào, con cái thì mỗi người sống riêng hết rồi. Sau câu chuyện ngày hôm nay thì hôm nào đó mẹ Ngọc Lan cứ lên ngồi đây nha. Rồi Quyền Linh sẽ kiếm một người ngồi bên cạnh thôi, không lo gì cả. Vấn đề chúng ta đã nhận ra điều đó. Người lớn tuổi thực ra họ cần một người tri kỷ lắm. Trái gió trở trời, con cái đâu có nằm bên cạnh họ đâu. Thật ra đây là những giây phút rất cần một người bên cạnh. Thôi chúc cô chú sẽ có những ngày thật là tuyệt vời bên nhau nha. Vâng, xin cảm ơn. Dạ. Chúc mừng cô chú. Chúng ta vừa đến với một câu chuyện tôi cho là rất là nhân văn trong cuộc sống này.
đến tuổi này thì chúng ta cần rất rất cần một người bên cạnh để chia sẻ những ngọt bùi, chia sẻ những cái câu chuyện trong cuộc sống. Rất là đau lòng khi mà buồn vui gì mẹ cũng chỉ tâm sự với bàn thờ của ba thôi. Đừng, mình cũng vậy, cũng đi kiếm người, đừng để lúc tới với tuổi này rồi đi kìm nha. Đừng để đến tuổi này đi tìm là mệt đó nha Lan. Hãy tìm cho một người đồng hành. Bây giờ thì chúng ta hãy đến với cặp đôi thứ hai. Ít nói, với lại kỹ năng nấu ăn còn hạn chế. Không hề hói, em ơi, tóc nhiều lắm, đẹp lắm. Cũng không có hô luôn, bình thường. Nói chung là duyên dáng. Rồi gì nữa, không hôi hả? Để chị tới gần chị mới biết. Mình phải tự hào khi mình có bạn trai trắng chứ. Em ơi, mình phải củng cố đời sau chứ em. Đang thù lùi chứ chú Quỳnh Linh sao được. Không, con thấy là như chú Quỳnh Linh là rất là ok luôn. Đàn ông con trai á thì như chú là con rất là thích. Như chú là con rất là thích. Mời nhà trai. Mời anh trai. Dạ. Mời nhà gái. Chào bạn, mời bạn ngồi. Rồi, giới thiệu về mình đi em trai. Dạ, em tên xin tự giới thiệu. Em tên là Thông, Đỗ Hanh Thông, đến từ Bình Phước. Em hiện tại dạy tiếng Anh. Dạy tiếng Anh? Dạ. Dạy Bình Phước luôn? Dạ, đúng rồi. Thông là sinh năm mấy? Em năm nay sinh năm 90 anh. 90, 32 tuổi ha? Dạ. Rồi, mời nhà gái. Dạ, con xin chào chú Quỳnh Linh, em chào chị Ngọc Lan và toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay. Em tên là Hoàng Thị Huyền, em năm nay 25 tuổi và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Bình Phước ạ. Ủa, Bình Phước luôn hả? Dạ đúng rồi ạ. À, hay quá. Vậy là hai bạn cùng ở Bình Phước luôn, hợp lý rồi. Mình nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi nhà gái. Ưu điểm của em á, thì em tự nhận thấy bản thân là một người chủ động, tích cực và khá là mạnh mẽ trong công việc. Còn điểm yếu của em á, thì đôi khi em còn đang hơi nóng tính, chưa có kiềm chế được cảm xúc. Và em nấu ăn không có được ngon lắm, chỉ ở mức độ nấu ăn gia đình thôi. Chứ còn nếu mà nhà có khách thì vẫn là mẹ vào bếp. Nhà gái chỉ đơn giản vậy thôi nhà trai ơi. Mời nhà trai điểm mạnh điểm yếu cho nhà gái nghe. Dạ, điểm mạnh của em là em khi mà tìm hiểu vấn đề nào đó thì em chịu khó tìm hiểu đào sâu. Còn cái điểm yếu của em là ít nói, với lại kỹ năng nấu ăn còn hạn chế. Thầy giáo dạy tiếng Anh lâu chưa? Dạ, cũng lâu rồi anh. Mình dạy trong trường hay là đang dạy trong trung tâm? Dạ, hồi trước em dạy ở trung tâm nhưng mà sau này em tự mở lớp rồi làm riêng ở nhà. À, dạ. Em có mấy mối tình rồi Thông? Trước giờ em có hai mối tình. Mối tình đầu tiên thì cách đây khoảng 8 năm. Lúc đó còn chắc là con còn non nớt cho nên là không có giữ bạn gái được. Còn mối tình thứ hai thì gần đây năm 2019 á, bên đàn gái thì có lẽ có vẻ là nó sùng đạo quá. Thì em không có theo đạo á. Không cùng tôn giáo ha. Đúng rồi. Mối tình nào dài nhất vậy Thông? Cái mối tình đầu tiên. Đầu tiên hả? Mấy năm? Khoảng gần năm. Gần năm vậy cũng không dài lắm. Hai mối tình cũng chưa sâu sắc gì lắm ha. Dạ. Nhà trai tôi có hai mối tình đi qua cuộc đời thôi. Mà nhẹ không sâu sắc lắm. Ừ, không sâu sắc lắm. Mình nghe về tình trường của nhà gái nè. Em đã trải qua 4 mối tình, nhưng mà chỉ có một mối tình đầu tiên thời sinh viên là nó được lâu, là khoảng tầm 2 năm. Còn những mối tình còn lại thì nó chỉ được vài tháng thôi. Thì cảm thấy là hai bên không hợp á, thì tụi em dừng lại. Bên này cũng không có gì gọi là nặng nề hết trơn á. Trời ơi. Bây giờ mình sẽ đến với cái mối tình này. Hy vọng là nó sẽ đậm đà ha. Nó sẽ kéo dài cho suốt cuộc đời luôn. Rồi bây giờ nhà gái mình nói luôn về cái tiêu chí của cái người bạn trai sắp tới của mình là như thế nào. Dạ, hôm nay em đến với chương trình với tiêu chí là 40. Không hói, không hô, không hôi và không được quá trắng. Để chị qua anh kia chị coi coi được bao nhiêu không nha. Chào nhà trai. Không có hói. Không hề hói em ơi, tóc nhiều lắm, đẹp lắm. Cũng không có hô luôn, bình thường. Nói chung là duyên dáng. Rồi gì nữa, không hôi hả? Để chị tới gần chị mới biết. Không có hôi nghe. Qua đây hôi nè, qua đây. Thôi, từ sáng giờ là biết rồi. Bên kia tiêu chí tới 40 đó. Mà chị thấy em là ba cái là ngon rồi. Còn cái cuối cùng thôi. Không trắng, gì kỳ vậy? Tại em sợ bạn nam trắng hơn em. Sợ trắng hơn bạn ấy. À, thì dễ đó dễ mà chị, phơi nắng. Phơi nắng. Bạn bên đây thì da bình thường, không có trắng cũng không đen. Em, thì chỉ có 4 cái đó thôi hả?
Về tính cách á, thì em mong muốn bạn nam là một người mạnh mẽ, có chính kiến. Rồi có cái điều gì mà em không thích không? Em thì em không muốn bạn nam là quá ghen tuông hoặc là quá kiểm soát cái cuộc sống hoặc là cái công việc của em. Và em mong muốn là bạn nam đừng quá bừa bộn, bày hay quá là được. Không có hay kiểm soát bạn gái không? Dạ, dạ không, không, không có. Mỗi người thì có cái quyền tự do của mình. Thì ví dụ như bạn gái muốn chia sẻ thì mình sẵn sàng lắng nghe, kiểu vậy thôi, chứ chuyện riêng của bạn, bạn không muốn xen vào thì mình cũng hạn chế. Bạn nam bên này trông có vẻ hiền. Hiền. Mà mới hỏi coi tiêu chí của bạn trai bên này thế nào? Dạ, muốn tìm bạn gái xinh xinh, dễ thương, tính tình hòa đồng, vui vẻ, biết quan tâm người khác. Bạn bên này là có hết mấy cái đó luôn mà chỉ có cảm giác là bạn bên này là hơi kỹ, hơi khó tính đó. Dạ. Cái người con gái có cái tính nào mà em không thích nhất? Ví dụ như nhiều chuyện nè. Kiểu tò mò tọc mạch chuyện người khác thì em cũng không thích gì. Dạ. Có cái điểm gì đặc biệt ở người gái mà em không thích nữa không? Kiểu sổ sàng quá. Ví dụ như sổ sàng quá, mất lịch sự. Gái ai đâu sổ sàng. Ai đâu mà sổ sàng. Có mình đâu. Chị hay sổ sàng nên chị ấy nè. Cô bên đây rất là nhẹ nhàng đó, dịu dàng luôn á. Đúng rồi. Giờ tôi hỏi nhà trai tôi hỏi nè. Không thích hói đúng không? Dạ. Không thích hôi. Hồi đó gì gặp đàn ông hói hôi nhiều lắm hả? Dạ không, tại vì con là một người khá là kỹ tính đó, nên là con không muốn bạn trai nó có những cái điểm đấy. Làm gì bạn trai nào có hôi, tại nó quên tắm thôi, rồi không trắng nữa. Con sợ con trắng không bằng bạn trai thì con sẽ hơi tự ti. Ủa, mình phải tự hào khi mình có bạn trai trắng chứ. Em ơi, mình phải củng cố đời sau chứ em. Đang thù lùi chứ, chú Quỳnh Linh sao được. Không, con thấy là như chú Quỳnh Linh là rất là ok luôn. Con thấy nước da của chú đàn ông con trai á, thì như chú là con rất là thích. Như chú là con rất là thích. Bên đó cũng gần hói rồi nha. Hói đâu mà ra. Như chú Quỳnh Linh thì con không tính là hói đâu ạ. À, tôi thấy hai bên đưa ra như yêu cầu á là cũng tương xứng với nhau á. Đúng rồi. Bây giờ mình hỏi nha. Mình hỏi người thân đi. Bạn trai đi với ai cưng? Dạ em nay đi con mình rồi chị. Không sao, có anh Quỳnh Linh. Để tôi lo. Bên nhà gái đi với ai? Dạ con đi với lại một người anh và cũng là đồng nghiệp của con luôn ạ. Rồi chào anh. Dạ em chào anh Quyền Linh ạ, em chào chị Ngọc Lan ạ. Thiền có nhiều chàng trai đeo đuổi lắm đúng không? Dạ đúng ạ. Mà sao cổ không chịu vậy? Em cũng cảm thấy là Huyền có những cái tiêu chuẩn riêng của mình nè. Người đó có hợp với tính của Huyền không? Hiện tại thì em thấy rất là hợp tính với Huyền. Thế anh này hiền không? Dạ em đã hiền rồi mà ảnh còn hiền hơn em nữa. Hiền quá rồi có hợp với cổ không? Thấy cổ hơi khó đó, khó không? Dạ thì có nhu có cương ạ. Thì một người này nhu, một người kia phải cương ạ. Nói chung là thấy hợp ha. Dạ trước mắt là em đã thấy hợp rồi ạ. Rồi, cảm ơn em trai. Thôi được rồi. Gặp nhau đi cái đã rồi tính. Đúng rồi. Mở rào. Bắt đầu đi Thông. Dạ, chào em. Hôm nay có khách hả bạn em? Mà trốn nhau như vậy. Chào em, không biết lần đầu em gặp anh, em cảm thấy như thế nào? Cảm nhận đầu tiên về anh á, thì em cảm thấy anh là một người khá là hiền, kiểu người điềm đạm. Thì cái tính này em rất là thích ạ. Anh cảm nhận về em như thế nào ạ? Anh thấy em cũng giống như vậy, lại rất là xinh. Em cảm ơn anh. Hiện tại này anh đang sống ở đâu ạ? Anh đang sống ở Bình Phước, em ở Trân Thành. À, anh ở Trân Thành ạ, em ở Lộc Ninh. Lộc Ninh. Khoảng cách cũng rất là gần. có gì sao chương trình rồi, nếu có dịp thì mời em đi uống nước hay ăn uống gì đó. Dạ. Em làm bên gì lần em? Hiện tại thì em đang làm quản lý của siêu thị ạ. Rồi giỏi quá. Bây giờ mình đi sâu chút xíu nữa là quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên đi. Về quan điểm hôn nhân của em á, thì em mong muốn người bạn đời của mình phải là một người chung thủy, tin tưởng lẫn nhau. Có nghĩa là chúng ta sẽ không có những mối quan hệ nó phức tạp hoặc là nó mập mờ. Mặc dù là chúng ta không có ý gì nhưng mà cái điều đó nó tạo cho đối phương một cái cảm giác nó không an toàn. Thì điều đó là em không muốn. Em muốn mọi thứ nó phải rõ ràng. Thì anh cũng quan điểm như vậy. Kiểu quen xác định là đi tới hôn nhân thì chỉ quen một người thôi, chứ ngoài ra là không có kiểu lăng nhăng bên ngoài. Anh cũng không có thích cái đó. Và em mong muốn là nếu như em và anh có duyên và đến với nhau thì trong những lúc mà xích mích á, thì anh có thể là bỏ qua cho em những cái điều mà có thể là em đã sai. Nhưng mà trong giây phút nóng nảy như vậy á, thì em mong là anh sẽ chiều chuộng em một chút. Em sẽ cảm thấy là em được che chở hơn. Mấy cái đó không có sao. Dạ. Kinh tế gia đình, ai là người quyết định? Em nghĩ như thế nào?
Về kinh tế thì em nghĩ là mỗi người thì đều có công việc và có những mối quan hệ xã hội cần phải xã giao. Em không bắt buộc là anh phải đưa toàn bộ kinh tế cho em, mà chỉ cần là chúng ta cùng nhau bỏ một phần nào đó trong cái thu nhập vào một cái quỹ chung để lo cho tương lai, cho cuộc sống sau này. Mỗi người thì vẫn sẽ phải giữ lại cho mình để có thể phục vụ cho công việc hàng ngày, những chi tiêu hàng ngày. Em suy nghĩ chu đáo quá. Con cái tính kết hôn đi. Ai thích trai gái như thế nào đó? Anh không có quan trọng trai hay gái gì hết. Anh cho em hỏi lại là hồi nãy em nghe không rõ họ của anh á. Họ anh à, Đỗ à. Đỗ, à, Đỗ hả? Còn em họ tên là gì? Em tên là Hoàng Thị Huyền. Huyền tên đẹp quá. Em rất là thích cái tên Đăng Khôi. Đăng Khôi. Thì em có tạo một cái nick Facebook tên là Nguyễn Hoàng Đăng Khôi. Nó là nick Facebook của con trai em sau này. Tại sao mà em lại đặt họ Nguyễn? Bởi vì là cái tỷ lệ mà người họ Nguyễn ở Việt Nam á, nó rất là cao, nên là em đặt họ Nguyễn. Nhưng mà cái họ của em á, thì nó lại rất là hợp với những cái họ còn lại khi mà ghép vào. Nên là em nghĩ là Đỗ Hoàng Đăng Khôi thì cũng rất là hay. Chưa có gì là nghĩ ra tên con luôn rồi đó. Là nghĩ rất là xa luôn, thấy chưa? Tại con thấy cái tên nó đẹp á, con sợ là sau này có người ta đặt mất á thì mình không đặt được, nên là con tính trước. Được chứ, thiếu gì. Giờ đợi nói ra kiểu này là người ta đặt rồi đó nghe, cho nên là lẹ cưới, lẹ đẻ con mới lấy được cái tên đó. Bây giờ đó. Bây giờ thầy giáo tới nắm tay Huyền nha. Dạ. Thông Huyền, Huyền Thông. Đó, nắm tay Huyền. Đây đúng, sắp đây. Chị Lan giữ cho. Được nắm tay. Nắm hai tay chứ không phải bắt tay. Nắm hai tay luôn. Đó. Khoảng bao lâu là mình tiến tới được hôn nhân? Đối với em á, thì nếu như cả hai cùng hòa hợp và hiểu nhau và mong muốn được tiến xa thì khoảng thời gian nó không quan trọng. Còn nếu như mà để đưa ra một con số thì em nghĩ là khoảng một năm hoặc một năm hơn thì có thể là tiến tới hôn nhân. Anh cũng nghĩ vậy, phải có cái thời gian để mình xác định. Anh thấy em là một người mà anh đang tìm kiếm, hy vọng là chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu xa hơn. Nếu mà mình đi xa được với nhau thì anh hứa anh sẽ đi với em tới cuối con đường. Trở về vị trí, để tay vào nút bấm các bạn. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speed Couple nha. Nhắm mắt lại, kiểm tra lại con tim của mình xem có thật sự rung động với người đối diện hay không. Nếu đúng, chúng ta cho ngay một cơ hội bằng cái nút bấm đó. Nếu chưa đúng, mình không cần bấm. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau, hãy nắm chặt tay nhau nào. Chúng ta hãy nắm chặt tay nhau để vượt qua những cái giông bão trong cuộc sống. Chúc các em hạnh phúc nha. Chúng ta sẽ có những món quà dành cho các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là... Và nhớ rằng ngày hôm nay chúng ta đã nói gì với người bạn của mình nha. Dạ. Yeah. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Dạ, yeah, cảm ơn anh Hồng Linh, cảm ơn chị Lạc Lan, cảm ơn chương trình ạ. Trời ơi, sinh viên mà tới đây sớm vậy. 2K mấy hả? Dạ, 202 ạ. 202 hả? Có tiếc không? Tiếc thì chứ. Cũng tiếc chị, tại vì cũng quen nhau 5 năm mà cũng hiểu nhau khá nhiều. Đúng rồi. Thứ ba nữa là có chuyện gì nữa thì tối mình vẫn về chung mái nhà. Như vậy nó có... Dạ, cái đó đúng hợp với em mà nãy giờ em không biết nói làm sao đó. Dạ. Ở nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Sao hú dữ vậy? Mời nhà gái. Thôi bây giờ mình giới thiệu về mình đi em trai. Dạ chào chú Huyền Linh và chị Ngọc Lan. Và chào chị nữ bên kia, thì em tên là Vinh. Em 28 tuổi, thì quê ở Cà Mau, hiện tại ở Gò Vấp. Vinh làm gì Vinh? Dạ hiện tại là em làm bên công ty mỹ phẩm. Vinh là quê Cà Mau nhưng mà ở Gò Vấp. Dạ đúng rồi. Ở với ai Vinh? Dạ em ở với bạn. Bạn trai hay bạn gái nè? Dạ bạn trai. Ở với bạn trai. Dạ. Hai chúng tôi ở với nhau được chưa? Rồi mời bạn gái giới thiệu về mình. Dạ em chào MC Ngọc Lan và MC Quỳnh Linh và tất cả các vị khán giả đang có mặt ở trường quay ạ. Em cũng chào bạn nào ở bên kia ạ. Em tên là Vũ Thị Ngân ạ. Năm nay thì em vừa mới chớm tuổi đôi mươi ạ. Hiện tại thì em vẫn còn đang là sinh viên khoa báo chí và truyền thông trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Trời ơi.
Trời ơi, sinh viên mà tới đây sớm vậy. 2K mấy hả? Dạ 202 ạ. 202 hả? Nhưng mà nhìn em có vẻ rất là chững chạc luôn á. Thật ra thì em cũng ra đời từ sớm lắm ạ. Từ năm lớp 9 thì em đã bắt đầu ra đời và rời xa gia đình tự độc lập rồi. Cho nên là em nghĩ chắc là vì vấn đề đó nên là chị Ngọc Lan thấy em chững chạc hơn đúng không ạ? Em ra đời từ lớp 9. Dạ. Thế em sống với ai? Em dạ lớp 9 thì em dạ em đi làm hè á chị. Thời gian rảnh thì em sẽ rời xa gia đình và em đến những cái chỗ mà cần nhân viên đi làm ấy ạ. Thì em sẽ làm và kiếm tiền. Quá độc lập. Tôi nghe ra đời từ lớp 9 tôi qua liền luôn. Xinh quá trời luôn vậy đó. Ra đời sớm quá ha. Dạ. Mình là quê đâu? Dạ theo giấy tờ thì em là quê Nam Định. Nam Định. Thật ra thì em sinh ra và lớn lên ở Gia Lai và từ nhỏ đến giờ em chỉ ở Gia Lai thôi ạ. Anh có nghe thấy câu mà nhất gái Gia Lai nhì trai Đắk Lắk chưa ạ? 2K2 ra đời từ 9 tuổi á. Dạ. Lớp 9. Ở đâu mà 9 tuổi mà đi đâu sớm vậy? Đi học. Đi học trường đời. Tôi thấy bên nhà gái tôi thấy được lắm rồi đó. 2K2 mà nói như người lớn luôn vậy đó. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là em làm việc chăm chỉ. Điểm yếu của em là lâu lâu em bị stress với lại nghiện mua sắm anh. Nghiện mua sắm mua gì? Đồ đạc trong nhà anh. Nghiện thích là mua thôi, không có suy nghĩ nhiều. Vậy nửa giờ thích thì mệt rồi nha. Dạ. Không có cản giờ được á. Kinh tế của mình nó có ổn định không mà mình thích cái gì là mình mua cái đó ngon lành vậy? Dạ, kinh tế em thì khá ổn chị. Khá ổn luôn. Bên đây đẹp trai, kinh tế khá ổn. Muốn mua gì mua, nghiện mua luôn, được chưa? Cái đó là nhược điểm luôn á hả? Ưu điểm. Cái đó em nghĩ là nhược điểm á. Tại vì đàn ông mà xài tiền nhiều quá thì sẽ... Thế sao? Ảnh hưởng tới kinh tế gia đình. Đâu có, đàn ông xài tiền nhiều tốt chứ. Mình có xài nó mới vô chứ, mình có ra nó mới vô chứ. Nhưng mà xài mình có mục đích chứ không phải mình đụng đâu mình xài đó. Dạ. Mình nghe ưu điểm khuyết điểm của người con gái tự lập từ năm lớp 9 nè. Em nghĩ thì ưu điểm của em đầu tiên đó là khả năng nói ạ. Ước mơ của em cũng là trở thành một biên tập viên truyền hình để dẫn chương trình thời sự. Em không biết là mọi người muốn nghe em dẫn thử một đoạn không? Muốn em. Dạ em nói một câu thôi nha. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin thời sự của buổi tối ngày hôm nay. Dạ vậy thôi ạ. Trời ơi, em run quá nên là em đọc không được tốt lắm. Mọi người bỏ qua cho em nha. Nghe giọng thấy hay, hấp dẫn. Lan qua bên đây ngồi để bé qua đó ngồi đi. Mình đổi vị trí. Ừ, chắc phải vậy đó. Mời em qua đây ngồi. Qua đó ngồi mai làm mai cho chị Lan. Làm mai cho chị Lan chứ chị Lan ấy lắm. Em mới 20 tuổi rồi, em lo gì. Ừ. Trời ơi. Ừ, đó mới ấy đó. Trời ơi, giọng hay đó nha. Giọng này dễ nhớ lắm á. Được đó. Đúng rồi, bạn này là có quá nhiều ưu điểm luôn. Quá nhiều ưu điểm luôn á. Mình có khuyết điểm không? Con người thì không ai hoàn hảo rồi. Nên là chắc chắn cũng phải có khuyết điểm. Em nghĩ khuyết điểm lớn nhất của em đó là hơi nóng tính một xíu. Nóng tính. Đấy là em, mọi người thì em rất là dễ gần hòa đồng. Mọi người nói chuyện với em thì luôn luôn nói là em là một người rất là nhiều năng lượng. Nói chung là em làm sai hay em làm đúng thì mọi người chê chắc em hay cái gì thì em cũng cười. Không phải là kiểu cười cợt nhả mà là em sẽ dùng nụ cười đó để làm hòa dịu. Xóa mà. Ai như bà Lan mà tới bà mết, nên bà quạo năng lượng mới xuống liền. Mình có sai thì mình cười tích cực cho người ta vui. Còn bà sai bà tá quả bình mặt quạo. Sao? Nhờ chị dẫn chương trình chung có vui vẻ không? Hết vui. Hết vui. Hết vui, nghỉ luôn, khỏi luôn. Thấy Nam Định vô thấy bên này hết vui. Giỡn đó mọi người ơi, cái đó giỡn đó chứ không có gì hung dữ gì đâu. Sao, mình có nóng tính không? Dạ, cho em hỏi xíu là nếu mà bạn nữ nóng tính á thì bạn nữ sẽ tìm cái biện pháp nào để giải quyết? Quýnh này đương đưa mặt. Quýnh này đương đưa mặt. Đúng rồi, nóng quýnh thôi, chứ nói năng gì. Rồi sao, được không? Em cũng có nóng tính nhưng mà khi em nóng lên á em không nói. Em sẽ im lặng rồi em uống cà phê với bạn bè rồi em đi về nhà thôi chứ. À, không, không, bên đây nóng quýnh à, chịu được không? Chịu không được thôi à. Em nghĩ chịu đòn được anh. Được. Dạ. Để khỏe. Nói thôi chứ ai đâu vậy đúng không? Tôi gầy á mà không được thôi. Bên đây người ta kiên nhẫn lắm. Đó, người ta hỏi em kìa, giờ nóng tính quá đi làm sao? Dạ. Nhưng mà em cũng không thích người đàn ông nếu mà giận nhau thì im lặng. Bởi vì em muốn là nếu mà hai người mà giận nhau thì cùng nói chuyện để hòa giải cái câu chuyện đó. Chứ em không muốn là cả hai im lặng. Thì nếu là em thì em sẽ cảm thấy là em sẽ dồn nén cái ấm ức đó vô, lâu dần sẽ trở thành một cái gì đó không thể nào mà xóa giải đi được nữa. Em ơi, hai đứa thì một đứa nói thôi. Em có khả năng ăn nói rồi, người ta không có khả năng ăn nói rồi, thôi người ta im lặng. Dạ, ý là hai người giải thích cho nhau hiểu ấy ạ. Ví dụ như là có xảy ra vấn đề gì đó. Nhiều khi đàn ông á, họ nóng quá họ im lặng là đúng á. Họ hết nóng thì họ sẽ họ nói. Nóng nhiều hơn nữa. Đừng có bắt người ta phải nói, nhiều khi ta bực quá ta nói, nhiều khi quạo lên. Em tìm được cái người mình nhịn trong lúc em nói là chị là thấy là cũng may mắn lắm rồi đó thiệt á.
Đây mấy mối tình rồi anh trai? Dạ em có hai mối tình chính thức anh. Chính thức hả? Râu ria là nhiều lắm hả? Giống như gặp gỡ nhau, gặp uống nước cà phê thôi chứ. Vậy đâu phải mối tình đâu đúng không? Dạ đúng rồi. Hai mối tình đó lâu không? Một mối tình 5 năm và một mối tình 1 năm. 5 năm sau chia tay. Mối tình đầu tiên của em lúc 5 năm là thường là hai đứa giận nhau xong rồi hòa hợp lại. Như vậy nó kéo dài 5 năm. Cái khúc cuối mối tình á là hai người giận nhau 1 tháng. Lúc đó thì em vẫn chưa quen ai. Nhưng mà người đó thì có qua lại với bạn bè. Vô tình thì nó nảy sinh tình cảm. Nhưng mà em không biết. Nên em tưởng nó hai người giận nhưng mà vẫn hàn gắn lại. Nhưng mà sau một thời gian đó em quay lại thì em phát hiện là có thể có người khác. Có người khác, đó là bạn của bạn. Đó là tại vì em dại. Dạ. Ai mượn em im lặng trong suốt cái khoảng thời gian giận nhau đó. Làm chi người ta con gái mà người ta còn ngời ngời kiểu đó là biểu làm sao. Mình đàn ông phải tranh thủ liền. Mình giận nhau rồi mình làm lành liền tại chỗ. Có cái gì thì nói liền. Dạ. Tương lai của người ta đâu có ngồi người ta đợi em im lặng được. Dạ em cũng thấy mình sai. Có tiếc không? Tiếc thì chứ. Cũng tiếc chị. Tại vì cũng quen nhau 5 năm mà cũng hiểu nhau khá nhiều. Đúng rồi. Dạ. Nên là mai mốt mình phải rút kinh nghiệm không? Đừng nghĩ là giận nhau im lặng rồi cái... Im luôn. Rồi cái mình bắt người ta là cũng phải im lặng và chờ đợi như vậy là không được. Với cô gái này em không có cơ hội im lặng đâu. Dạ. Mà nói chừng em chịu trả lời thôi đó. Dạ em cũng thích những người nói nhiều chị. Tại nhiều khi em cũng có tâm sự nhưng mà em lại ít nói. Đừng thích nói nhiều, mệt lắm. Càm ràm suốt mệt lắm em ơi. Dạ dạ. Mà nó vui. Dạ. Nhiều khi phụ nữ mà càm ràm riết nó cũng không có vui nha. Nhưng mà vui. Mà thôi kệ cũng phải vui bởi vì càm ràm cũng là bản tính rồi. Không càm ràm nhớ. Đó dễ gì có ai mà có được cái đức tính càm ràm như người phụ nữ. Đúng không mấy chị? Nói thôi chứ mấy người đàn ông nói trời ơi tôi không thích càm ràm. Không thích cũng không được. Nghe từ từ nó quen. Quen từ từ rồi nó sẽ thích. Nghe như hát vậy thôi. Đúng rồi. Nếu mà phải coi nghe càm ràm ngồi cười thôi. Cười trừ giống như đây nè. Chắc chưa có mối tình nào đúng không? Dạ có một mối ạ. Trời ơi. Ra đời cũng hơi sớm. Đúng rồi. Lớp 9 rồi ra đời. Ý đúng rồi. Mối tình nó kéo dài lâu không? Dạ giữa lớp 10 là biết yêu lần đầu tiên luôn ạ. Cũng là mối tình đầu luôn ạ. Yêu được nhiều không? Dạ. Lâu không? Dạ được hơn một năm ấy ạ. Ồ cũng lâu quá hả? Lâu đậm đó. Dạ. Vậy là có kinh nghiệm trên trường luôn đúng không? Dạ có một mối thôi nhưng mà em nghĩ là em sẽ đủ khả năng để khiến tiếp bạn... mối thứ hai. Dạ đúng rồi. Dư khả năng tiếp mối thứ hai. Bây giờ mình muốn có người yêu lý tưởng thế nào nè? Dạ thật ra thì người yêu cũ của em thì kiểu là không được chung thủy lắm á. Nên là em luôn luôn đặt cái vấn đề chung thủy lên hàng đầu. Mới lớp 10 thì chung thủy gì nói. Nhiều khi nó còn không biết cái đó là ngoại tình. Đúng nữa. Rồi, nó còn không biết đó là cái gì nữa. Bây giờ bé bên này lớn rồi, nó hiểu chung thủy là gì. Bé này còn chưa biết chung thủy là gì luôn. Trời. Trời ơi trời. Cái gì nữa? Biết quan tâm một xíu thôi. Quan tâm, đúng dạ. Rồi. Kiểu em thích là một người đàn ông ăn mặc gọn gàng và sạch sẽ là được ạ. Bên đây là trai, gọn. Gọn. Body săn chắc. Ôm fit vô trong người không ạ? Dạ. Một mẫu hình lý tưởng, một ngôi sao điện ảnh nào không? Em nghĩ là Song Luân ạ. Song Luân. Này Song Hành á. Song Hành với em luôn á. Cũng được. Đây coi ngon á, đẹp trai đó. Nãy giờ nói mẫu hình lý tưởng của mình chưa? Dạ em thì đầu tiên của em là một phụ nữ đầu tiên phải trung tình nè. Thứ hai là phải có ngoại hình một chút. Ngoại hình hả? Xinh lắm. Em có nghe bài có ai trung tình được mãi không? Em cũng nghe, em nghe hay nghe lắm anh. Bình Minh ơi dậy chưa? Cà phê sáng với tôi được không? Nó không phù hợp với chương trình trên này. Mình phải nhìn thấy cái điều đó. Thôi đi đừng nói tránh. Những cái điều tiêu cực cho bọn trẻ nó sợ. Không, mình thực sự cái bài hát đó nó an ủi cho những người bị người khác bỏ rơi anh. Giống như mình bị người khác bỏ rơi thì cái bài đó nó nghe nó cổ vũ mình. Mình phải sống tốt hơn mỗi ngày anh. Đúng rồi. Thành ra mình cứ nhìn những cái tiêu cực đó mình tránh thôi. Nhưng mình phải chung tình nha. Dạ. Đừng dạ. Nói có gì cái nói tôi không chung tình được mãi là không được nha. Tôi giống bài hát. Tôi chỉ giống bài hát thôi mà. Trung tình nè, xinh đẹp nè, rồi gì nữa. Siêng năng chút chị. Bên kia là thừa siêng năng luôn. Lớp 9 là đi ra ngoài, đi ra đời là kinh tế tự đúng lo rồi. Năng động, sáng tạo, nhanh nhẹn, năng lượng, tích cực. Dạ. Em nghĩ là như vậy là khá tốt rồi chị. Tốt. Vậy là được rồi đúng không? Dạ đúng rồi chị. Quá được. Dư, bây giờ mình hỏi người thân đi, em đi với ai? Dạ, em đi với lại đồng nghiệp của em. Tập gym chung luôn ha. Dạ, em lời đầu tiên thì em xin chào tất cả mọi người trường quay. Em xin, con xin chào chú Nguyễn Linh. Chào chị Ngọc Lan. Em là đồng nghiệp của Vinh. Về nhận xét cá nhân của em về phía bạn nữ, bạn rất là xinh xắn, dễ thương. Em thấy là bạn nói là bạn rất là thích nói, mà bạn của em thì lại là ít nói. Cho nên là bạn nhiều thì bạn cũng có thể là bù trừ ạ. Bù trừ.
dạy cho bạn nói cũng được. Dạy nói luôn á hả? Dạ dạy nói luôn, tại nhiều khi bạn ít nói á, phải cậy miệng bạn nói luôn mới được. Thôi thôi, làm như nó mới thôi nôi vậy dạy nói. Vinh à, bạn ở bên này thì rất là hoàn hảo rồi. Bây giờ là chỉ có chờ kéo rèm qua rồi hốt bấm vậy chuông thôi, chứ giờ không còn nói gì nữa hết. Làm dạ như Lan và Điệp vậy, bấm chuông. Rồi. Cảm ơn em. Được. Nhà gái đi với ai cưng? Dạ, tại vì nhà em ở Gia Lai hết, có một mình em ở trên này. Rồi, có chị Lan. Bé này sao? Tự tin lắm, bé rất là xinh, rất là bản lĩnh. Nào, mở rào. Bắt đầu đi. Wow. Wow. Chào em. Dạ, em cũng gửi anh một cái. Cảm ơn em. Dạ. Anh thấy em rất là lanh lợi, xinh đẹp nữa. Dạ. Nói chung em rất là good. Biết nói gì. Đẹp đôi ha. Rất là đẹp đôi luôn á. Em có lời gì muốn nói với anh không? Dạ, đúng gu em chị. Dạ, đúng gu em chị. Em chỉ một câu thôi, gu em. Gu em. Gu rồi đó. Cái mà anh ít nói thì về em sẽ bù trừ lại được hết. Tất cả những thứ mà anh thiếu thì em sẽ bù trừ. Nhưng mà em mong là những thứ mà em còn thiếu thì anh cũng sẽ bù trừ lại cho em. Ok. Rồi, bây giờ về ghế ngồi đi ha. Hẹn hò sao nè, mỗi tuần gặp bao nhiêu lần? Em thấy tuần mình gặp nhau khoảng mấy lần. Em nghĩ là tùy tính chất công việc của anh. Tại vì em không yêu cầu nhiều quá. Nhưng mà cái giai đoạn đầu thì em nghĩ là mình cũng nên gặp nhau nhiều một chút để có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn. Okay. Còn sau này nếu như mà mình tiến xa hơn một chút thì em nghĩ là tùy vào tính chất công việc thì mình có thể thông cảm cho nhau, bởi vì tại vì em phải tự trang trải tài chính cho bản thân cho nên là em cũng đi làm khá là nhiều ấy. Nhưng mà nếu mà trong chuyện tình cảm thì em vẫn luôn có thể sắp xếp được thời gian để mình có thể dành thời gian cho nhau. Một tuần mình gặp nhau hai lần thì em nghĩ thế nào về cái thời gian đó? Dạ, nếu mà công việc của anh bận rộn thì em nghĩ hai lần cũng được ạ. Còn nếu mà gặp được nhiều hơn thì sẽ tốt hơn. Anh nói là anh nghiện mua sắm không sao ạ, tại vì em cũng thích mua sắm, nhưng mà em có thể kiềm chế được cái sự mua sắm của bản thân cho nên em nghĩ là em sẽ dùng được cái kinh nghiệm mà kiềm chế cái sự mua sắm của bản thân để giúp anh kiềm chế lại cái điều đó. Thực sự những lúc anh chết á, anh hay đi sắm, tại vì nó sẽ quên đi những cái áp lực trong cuộc sống. Anh ngày mai anh sẽ sống tốt hơn và làm việc tốt hơn thôi. Đó là cái suy nghĩ của anh. Nếu vậy thì em nghĩ là chắc sau này anh không cần phải đi mua sắm nữa đâu. Tại vì em sẽ trở thành cái khiến cho cái stress đó của anh sẽ biến mất. Mỗi lần mà anh stress thì em nghĩ là em sẽ hát cho anh nghe, đúng không? Anh có thích nghe hát không? Lúc trước anh có học viện thanh thời gian. Trời ơi. Thì thời gian gần đây thì anh không có hát nữa nên như anh hát không được hay. Anh Lệ Thanh, chắc em nghĩ anh hát hay, anh có thể tặng em một bài hát được không ạ? Thực sự là anh hát trai không có hay lắm. Dạ không okay. Sao em thích thì anh có thể hát cho em một đoạn. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, về đâu làng tống sò bên dèm, lòng ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm từ lại thôi, vườn hoa vẫn chưa mở lối. Em xin hát. Rồi bé Ngân hát đi bé Ngân. Em thì muốn không khí sôi động hơn nên em sẽ hát một bài hát mà hiện tại thì em nghĩ là khá là hot. Bài hát của Trúc Nhân ạ. Có không giữ mất đừng tìm. Bất ngờ anh nói chia tay, dù lúc tôi đang yêu anh đắm say. Và thế rồi anh mất tăm hơi, mặc xác tôi nơi này lòng chơi vơi. Hết hôm nay anh nhắn cho tôi và nói anh đang mong thương nhớ tôi. Thế quái nào anh không để tôi yên, trái tim tôi nó phải công viên. Em quan niệm thế nào về tình yêu? Em nghĩ tình yêu đơn giản lắm ạ. Chỉ là hai người yêu thương, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Kiểu em chỉ cần là bạn trai biết quan tâm em một chút. Bởi vì em cũng đi làm, em nghĩ là bạn nam đi làm, bạn nam cũng cảm thấy mệt mỏi. Ví dụ sau một ngày làm về mệt mỏi thì em hỏi han quan tâm bạn nam, thì em nghĩ là nếu mà bạn nam quan tâm hỏi han lại em thì cảm thấy là một ngày đó đã xua tan được khá là nhiều mệt mỏi rồi. Quan niệm về tình yêu của anh á, cái điều quan trọng nhất trong tình yêu á, hai người phải thủy chung với nhau. Thứ hai nữa là hai người phải san sẻ, phải yêu thương nhau và biết là nương tựa vào nhau. Thứ ba nữa là có chuyện gì đi nữa này tối mình vẫn về chung mái nhà. Như vậy nó có... Dạ, cái đó đúng hợp ý em mà nãy giờ em không biết nói làm sao đó. Anh thấy em với lại anh có nhiều điểm bù trừ, với lại có nhiều cái sở thích giống nhau á. Em có nghĩ là em sẽ cho anh cơ hội để
chúng mình đến với nhau không? Thật ra thì ngay cái lúc mà anh chia sẻ những câu nói đầu tiên, cái chất giọng anh ấy nó ấm áp đó, thì em cũng cảm thấy là khá là ấn tượng rồi. Cho nên là em nghĩ là nếu mà anh cũng cảm thấy là có một chút ấn tượng với em ban đầu thì mình cho nhau cơ hội cũng được ạ. Bạn trai tiến tới nắm tay bạn gái ha, nhìn sâu vào mắt nhau để cảm nhận xem đây có phải là người mà chúng ta có thể hợp với nhau, cùng nắm tay nhau để hỗ trợ nhau cùng tiến bộ hướng tới một tương lai tốt đẹp hay không. Em xin lỗi Dung đúng không ạ? Bàn tay em rất là ấm áp. Anh có sao ạ? Tại em thấy tay anh hơi lạnh. Anh lạnh là tại vì máy lạnh nó lạnh quá em. Hai bạn nói với nhau đi, những cái gì trong lòng mình đang suy nghĩ và mình mong muốn cái điều gì một lần nữa rồi chúng ta đến với phần bấm nút nè. Thôi em nghĩ là bấm nút luôn đi ạ. Mình đến luôn nút bấm nút đi ạ. Vậy hai bạn đứng đó đi để chúng tôi bấm nút cho. Bấy giặc Yoshida điều khiển từ xa, giặc vũ thả ga. Tôi sẽ hỏi và hai bạn trả lời nha, rồi chúng tôi bấm nút nha. Bây giờ bạn gái có đồng ý bấm nút không? Dạ em đồng ý ạ. Bạn trai có đồng ý bấm nút hay không? Dạ có. Thế thì bấm. Mình nắm nó ngược cái tay quá, anh nắm lại. Dạ. Em đợi hoài đó. Em đợi. Hôm nay mình chính thức hẹn hò nha em. Dạ. Gia đình của bạn gái là đang xem chương trình. Nói với bố mẹ, xin phép bố mẹ là cho con được làm quen, được chăm sóc và sẽ bảo bọc cho em khi em ở Sài Gòn không có ai hết. Chào gia đình và hai bác, thì em hứa là sẽ quan tâm chăm sóc em và dành nhiều tình cảm cho em. Nếu có thời gian thì em sẽ ra ngoài Gia Lai thăm gia đình. Em xin cảm ơn hai bác. Em xin cảm ơn hai bác. Có lẽ Ngân rất xúc động đúng này đúng không? Ngân có nói gì? Dạ em chỉ nói một câu thôi ạ. Bố mẹ ơi con có người yêu rồi. Bố mẹ ơi con có người yêu rồi. Hai bạn rất là đẹp đôi thật sự. Dạ. Một nụ hôn. Xin hôn lên nha em. Em có sợ không? Hãy cố gắng lên chăm sóc cho bé Ngân. Cô gái này có thể làm được tất cả mọi chuyện. Đúng không rồi. Cần ai hết. Nhưng em hãy làm hết tất cả những gì cô ấy đã từng làm. Đừng để cô ấy phải tự làm. Khi cô ấy đã tự làm thì cô ấy không cần em nữa nha. Dạ, em cảm ơn chú Mùa Linh cùng chị Ngọc Lan. Dạ, em cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho hai đứa quen nhau. Cảm ơn và đặc chất ạ. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà. Hai đứa cứ nắm tay đi suốt cuộc đời đi các bạn. Từ từ đi thôi. Nhớ nắm tay thật chặt bạn gái nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện thứ hai.